ngày 14 tháng 5, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Mỹ tổ chức buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà được bàn giao cho hộ bà Lê Thị Thẹn, ngụ tổ 7, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ với tổng diện tích 32m², kết cấu nhà cuốn nền, lót gạch men, mái tôn, vách tôn có nhà vệ sinh tự hoại, tổng kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn của ông Đoàn Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Về nhà ở là nguồn động lực giúp gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực tham gia lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.